Xin Ok. kính chào các bác, cô chú, anh chị em yêu lam trên cả nước nha. Hôm nay Bấm thì bọn máy anh gió cho tôi em không? đi rừng ESO đi bốc lam giả khạc. Cái điện tính đây các bác nha. Kiếm này rất là nhiều luôn nha các bác nha. Đấy. Được một kiếm nhỏ đây thì xanh Ủa sạch nha các bác nhà nha. các bạn cho loại này Cái cho bác thân nhỏ, cái thân tơ nhỏ nhỏ xíu này nó ra nó xanh xanh sạch luôn nha các bác. xanh sạch luôn các bạn ơi. Đấy, xanh sạch lắm. Xanh lắm lúc này. Và một cái Có tổ quốc cái thân sẵn tơ ha. đây là thân Không tơ cần non nha bỏ các bác gì nha, cả tấm ạ. nó rất là xanh đẹp nha các bác, xanh sạch luôn nha các bác. Kiếm này thì không bán đâu các bác nha, để Kiếm lại này xuống thì số bán thế các mấy bác nha. triệu. Và cái kiếm này thì chắc là phải bán cho các bác để được siêu tần nha các bác nha. Đây là rừng thuê chưa chia Nào nhau một thì quả chưa được bán nha các chín bác nha. chín Cái này thì chưa chia thì chưa được cứ bán siêu tầm thôi. rồi. Rất là nhiều đâu, trong 120 mấy cây kiếm luôn các bác. Còn kiếm, Còn con một thân kiến đi già vào đây, mà. con kiếm Kiến đi. con thân già đó. Một có hoa đấy, có một bông hoa này rất là đẹp, Đây. bông này rất là bay đấy. Hai con thánh nó. Rồi Sao nó chẳng thì bị tạt té nó cho nó xuống chào các rồi. bác nhé.